thư cho con hỏi là con có được phép cúng dường những vật phẩm đã qua sử dụng nhưng không bị hư hao rơi vỡ vẫn sử dụng tốt và có thể giúp ích cho sự tu học của các sư không thưa quý vị đó à, cái việc bố thí đó chúng ta có ba có ba cấp độ bố thí là nô lệ thí bằng hữu thí và chủ nhân thí nô lệ thí đó, là những gì mà mình không dùng nữa thì mình đem cho những gì mà mình vứt đi thì mình đem cho nó thuộc về nô lệ thí bằng hữu thí đó, tức là những gì mà mình đang dùng những gì mà mình dùng đó, thì mình sẽ bố thí cho người khác thì đó gọi là bằng hữu thí cái thứ ba là chủ nhân thí tức là cái gì những cái vật mà quý giá mình không dám dùng mình không dám xài mình đem nó mình uh, bố thí cúng dường cho người khác thì đó gọi là chủ nhân thí trong kinh phân biệt cúng dường Đức Thế Tôn có nói rằng dù cho uh, chúng ta đem cái uh, đồ ăn thừa đó uh, chúng ta bỏ mà với cái suy nghĩ rằng uh, những cái con vật này con vật kia nhờ như vậy đó, mà nó cũng được no bụng thì người như vậy cũng có phước mà huống huh? chi huống chi là quý vị đem cúng dường uh, đến Chư uh, tăng nó có hai điểm hmm. thứ nhất là về cái vật phẩm cúng dường mình nói là về cái chúng ta có ba điều cần lưu ý thứ nhất là đối tượng chính mình chính mình bản thân mình là người cúng dường mình có phải là người có giới hay không mình có phải là người có đức tin hay không mình có phải là người có chánh kiến hay không cái việc đó nó sẽ quyết định là cái việc bố thí của mình phước nhiều ít cái thứ hai là phẩm chất của cái vật mà mình cúng dường nó không nó không dính dáng nhiều đến cái giá trị uh, mà mình uh, đo ở thế gian ví dụ như một uh, triệu hai triệu một tỷ hai tỷ xin thưa đó uh, cái về cái phẩm chất của vật cúng dường thì một vật uh, giá trị mà chỉ một ngàn đồng giá trị chỉ một ngàn đồng mà nó là bằng hữu thí thì nó lớn hơn giá trị nó lớn hơn rất là nhiều một vật một tỷ giá trị một tỷ mà nó là nô lệ thí nha yeah. à, cho nên là nó mình không thể dùng cái giá trị thế gian để mình so sánh được ừ. quý vị có cúng cái chùa cúng cái chùa đó một tỷ mười tỷ thì nó cũng không bằng một người ăn xin họ nhịn đói một ngày mà họ cúng dường được có một trái chuối. Bởi vì một trái chuối đó là cái mạng của họ trong ngày hôm đó. Mà họ cúng dường thì cái mà họ cúng dường đó nó là chủ nhân thí tại vì họ không dám ăn. Hoặc tệ hơn nữa người ăn mài đó, người ăn mài đó do đói quá rồi ha mà cũng trong một ngày đó chỉ xin được có một trái chuối thôi thì họ đành đoạn, họ bẻ một nửa họ dùng họ cúng dường một nửa và họ ăn một nửa thì một nửa trái chuối đó vẫn lớn hơn 10 tỷ đồng của cái người bố thí mà nô lệ thí đó là xét về phẩm chất của vật cúng dường cái thứ ba đó là xét về đối tượng cúng dường đối tượng mà mình cho đó, bố thí thì cũng trong kinh phân biệt cúng dường thì một khi bố thí cho chúng sanh á, những cái loại bàn xanh loại thú á, thì được một phần phước thì bố thí cho người không có giới được một trăm lần phước nha mà cứ như vậy nhân lên bố thí cho một trăm người có giới không có giới không bằng bố thí cho một người có giới bố thí cho một người có giới không bằng bố thí cho một vị phật tăng bố thí cho một trăm vị phạm tăng không bằng bố thí cho một vị thánh sơ quả cứ như vậy nhân lên uh, cho đến bố thí cho một trăm vị độc giác không bằng bố thí cho một vị chánh đẳng giác và bố thí cho một trăm vị chánh đẳng giác không bằng bố thí cho tăng đoàn tăng đoàn chia ra làm nhiều bậc tăng đoàn có đức phật dẫn đầu thì lớn hơn tăng đoàn uh, không có phật dẫn đầu nhưng mà có thánh tăng uh, xuống dưới hàng thấp nhất là tăng đoàn mà chỉ bao gồm có phạm tăng thôi đấy ờ, rồi trong số phạm tăng đó đó thì tăng có giới phước lớn hơn tăng không có giới đấy ờ, cho nên là quý vị đó xét coi à, xét coi bản thân mình là như thế nào phẩm chất của mình như thế nào à, còn cái phần cái của à. Ờ, cái uh, chất lượng vật mình cho đó nó là bậc hạ nha nô lệ thí nhưng mà được cái đó là đối tượng mà mình cho đó thì nó lại là bậc thượng cho nên uh, bù qua sớt lại thì nó cũng được chứ không phải không được ha ở đây không có ai cấm hết ừ. nhưng mà xin nói cái này nhắc nhở ờ, nói nhỏ nhau nghe ha nói nhỏ nhau nghe à, đó là nếu như có thể thì mình hạn chế đem vật vứt đi những cái đồ mà mình không biết để đâu quăng đâu cứ thôi quăng vô chùa có khi mấy ông sư mấy ông xài cũng kẹt lắm tại vì có đôi khi á, chùa phải nhận những cái mà nó thiệt á rác không tức là những thứ người ta vứt đi á, Ờ, tại vì cái kiểu người ta nghĩ là cứ cho thì có khi là chùa xài được xài cái kiểu đó đó thì nó rất là nhiều nó rất là nhiều mà nó kẹt một chỗ như vậy kẹt một chỗ như vậy ờ, khi mà quý vị tắt ý, quý vị cúng dường đến tăng á thì đồ đó không có bỏ được nó kẹt vậy đó theo luật á không có bỏ được mà cứ như vậy riết rồi đó ở chùa đó thành cái kho mà kho tái chế ờ, kho đồ second hand kho phế thải thì nó kỳ lắm ừ. tới hồi người ta vô chùa người ta ngó chỗ chùa giàu quá đồ đồ chứa hết mấy kho mà chứa không hết thì nghe nó buồn nghe nó buồn Đấy, kiểu mà đồ bỏ thì thương vương thì tội đó thì nó tội nghiệp cho chùa ừ.